nâng cao nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân. Ngày 18 tháng 6 tại Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ pháp luật về xử lý xử phạt vi phạm hành chính trong công an nhân dân khu vực phía Nam. Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp V03 Bộ Công an cho biết, các năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn coi trọng các công tác thi hành pháp luật để xử lý vi phạm hành chính. Các vụ việc vi phạm hành chính cơ bản được lực lượng Công an phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định. Tuy nhiên, việc kiểm tra trong thực tiễn, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có một số hạn chế, thiếu sót, sai phạm. Một số hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, thuộc các hành vi bị nghiêm cấm, dẫn đến một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện và phải bồi thường. Điều này đã gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an. Hội nghị tập huấn nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và bồi dưỡng nâng cấp là nâng cao năng lực kỹ năng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cán bộ chiến sĩ công an. Cùng với đó là hạn chế về những thiếu sót sai phạm trong quá trình thi hành nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Cục V03, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp trình bày chuyên đề về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân, xác định vi phạm hành chính, vi phạm xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Các mô hình của thế giới đều chung nhận định khoảng từ ngày 24 đến tháng 6 cuối tháng này, trên Biển Đông có thể xuất hiện một áp thấp nhiệt đới hoặc gây bão. Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện theo mô hình cập nhật dự báo thời tiết ở khu vực Thái Bình Dương do cơ quan dự báo khí hậu, từ khoảng ngày 24 tháng 6 trở đi, trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ hình thành một lớp nhiệt đới. Tương tự mô hình dự báo của hệ thống dự báo toàn cầu thuộc Trung tâm của Hoa Kỳ nhận định